đảo, dùng hết lực luôn. Cúp điện ngang xương, có đàn pin soi thôi chứ chưa ra. Đâu dùng đâu. Điện sạc à? Em cái đêm em như con điên đó, em cứ đi qua đi lại em lao miết, thấy gió em ngủ có được đâu, đâu dám ngủ đâu, sợ dở tôi làm lon bồng bé chạy trước. Ôi, ông Bi ông nằm mà ông có tư thế là ví dụ cửa nó bung ra là ông giống vậy lâu con chạy đó, giống như em suy nghĩ thế đâu nè, ông nói à, thì đó đó hốc mấy bộ đồ bỏ vô bao rồi chắc rồi. Không bằng ghê. Từng 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 hồi từng hồi đó. Ghê dễ sợ luôn. Mà không thiệt nhà chị là nhiều nhiều chỗ lắm. Chị không sợ chứ thấy em chị sợ là nhà thì chị biết kiên cố rồi, nhưng mà chị sợ cái ngói thôi. Nếu mà nhà mê là chị ngủ ngon rồi đó. Nhà bên kia hồi nó Phan Du Trinh lần môi chị ngủ cũng đã đỡ một kệ. Có bão gì chị cũng ngủ rồi. Nhà mê khó khi bị chị lắm, dễ nhiên sập tường sập đồ. Nhà mê là khó. Nhà mà nhà mấy khi mới sợ. Với lại nhà chỗ chị cũng kiểu ấy vậy, không có đến nỗi gì. Ở trong cái hẻm á là nó sẽ bị được che. Nhà ni đông đơn thông độc mã này, không có nhà bên cạnh che. Cây nâng cao nhất rồi, ngói thì nâng cao. Nhà mình che nhà khác. Ở nhà mình che đó. Không, chỉ sợ ngói thôi chứ mê ở đây đồ chắc cú. Với lại sợ mấy cửa sổ này nè. Cửa nhiều quá kìa, ngủ mệt. Bảo mạnh là chị thấy ở trên nó lặn bay là nó râu đó. Em kêu ông Bi và tìm cách chi chứ sợ sau này bảo là sẽ bay. Bảo mạnh là bay mà trời thương nên không vui. Vui là cũng mệt nữa. Bay ngang cấp điện tới 3 giờ chiều luôn. Đây là hắn cấp từ 3-4 giờ sáng tới
mấy giờ ta? Tới 11 giờ. 11 giờ là có phố là không có sớm đó. Phố là kiểu như phải làm cho mấy công ty đồ kìa. Hồi xưa nhà kia còn ở nó sẽ lâu hơn. Nó không có điện thì cũng bực mình, không có điện, không có nước nữa là khó. Alo. Loan ơi, chờ Loan đang ở bên tiệm phía bên mall đấy. Có ở đâu đó không, chạy qua nản muộn. Có ở bên Hồng Diệu á. Rồi bên Hồng Diệu chạy qua ngay, giờ qua được không? Được được được. À rồi ok. To không? Mà muộn to không? Hỏi mụn to. Không chắc chắn nên không trả lời. Coi tay ngủ được không chị? Ngủ đèn tới sáng. Ông nói ghê lắm. Con lo lắng thì thức trắng đêm á. Con không ngủ được đâu. Con lo lắng. Ừ. Cái này là con không có ngủ rồi đó. Con không có ngủ được đâu. Trắng đêm. Xong cái ngủ đèn, ngủ đèn, ngủ đèn. Cái mình con ra cái ông ngủ luôn. Đợi chị 20 phút nữa nghe. Chị Thuận gì giờ đi đâu nữa? Nhà bên cạnh. Chị qua em gọi chị lên lúc nào mở tao đi em lấy cái nắng đó. Nắng đó. Chị cứ ra đường cơ sổ con nhất. Lên trên tầng 3. Cứ đứng nhìn nhỏ. Nói nhà mình à. Nhà tôi bái phấp phởi anh ơi, không gọi nhà về rồi. Mà cái mãi đây chứ không phải cái nhà. À cái mãi rồi. Cái mãi đây, mãi nhìn. Hay lắm, mặc đầy mới cho bằng ngày thôi chứ tôi nó điện thôi. Cái lúc mà chỗ cục điện là chị cứ coi cáo miết, chị cái cáo lên trên tên nha, chị có để ghi lại khoảnh khắc. Con đấy. Trời lại hôm nay. Tôi cũng nghĩ tới cái này nữa. Được cao. Để khi mỗi một cầm cầm mang có điện lại là để nó có lại khuyến khắc tôn bay. Cấp điện thì nó đâu ghi được đâu. Thì là lúc mà gió to rồi á. Là anh chưa cấp điện. Bên nhà em ổng ẻo ghê lắm, sợ lắm. Nhưng mà mình ý là mình không có trúng cái đúng cái đúng cái lùn chứ em trúng cái lùn là không bay liền. Trúng cái lùn mạnh là không bay liền. Giống giải phụ là trúng luôn kìa. Trúng lùng đó, trùng lùng gió mạnh á, thấy nhiều cái chỗ cản rồi kìa, bị cản. Trùng, ta thấy gió quạt quạt quạt, kinh khủng.